cách cúng cô hồn để tránh xước ma vào nhà. Xin hoan hỉ kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tổng hợp trên kênh Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý anh chị, cúng cô hồn là một nghi lễ rất được coi trọng trong tháng 7 âm lịch. Theo truyền thuyết Trung Hoa lưu truyền, vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ ra lệnh cho mở cửa quỷ môn quan và thả cửa tự do để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Bởi vậy nên tháng này, dân gian thường gọi là tháng cô hồn. Vào tháng cô hồn, để tỏ lòng thành kính với những người thân đã khuất, cũng như ban phước xá tội vong linh lang thang, mọi người sẽ thực hiện cúng cô hồn để bố thí. Tuy nhiên, làm lễ cúng cô hồn phải được thực hiện đúng cách để tránh rước vong vào nhà, quấy nhiễu gia đình. Vậy thì, cần phải làm gì để có được một nghi lễ cúng cô hồn đúng nhất, từ khâu chuẩn bị đồ cúng đến khâu bái khấn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đặc biệt, quý vị có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Kính thưa quý anh chị, đối với người Việt ta, tục lệ cúng cô hồn là một nghi lễ không thể bỏ qua. Đây còn là một lễ truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác. Nghi lễ này không chỉ giúp chúng ta tránh khỏi việc bị ma quỷ quấy phá, mà còn để làm phúc, là một hành động bố thí, từ bi bác ái, muốn chia sẻ sự đau khổ cho các chúng sinh thiếu phước, thường bị đói khát triền miên, bơ vơ, sống vất vưởng, lang thang đã từ lâu không được siêu thoát, và nhất là không được người thân quyến cúng kiến. Theo quan niệm của người Việt, con người có cả phần hồn và phần xác. Khi con người chết đi, phần hồn vẫn tồn tại. Phần đó có người được đầu thai kiếp khác, có người lại bị đẩy xuống địa ngục, hay có những người phải làm quỷ đói quấy nhiễu xương gian. Những phần hồn đó được cai quản bởi Diêm Vương. Và theo truyền thuyết dân gian, từ mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh cho mở cửa quỷ môn quan, và đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7, cánh cửa lại được đóng lại hoàn toàn. Những ma quỷ còn đang vất vưởng nơi trần thế đều phải quay về địa ngục. Trong đó, thời gian từ 12 giờ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch cho tới 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch là những ngày âm khí nặng nhất. Chính vì vậy, vào thời gian này, người dân Việt ta thường tổ chức cúng cô hồn. Trong nghi lễ có đồ cúng, bài cúng cô hồn và cả phần lễ hóa vàng để cúng cho những hồn ma quỷ, xua đuổi vận hạn và cầu được bình an. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách chuẩn bị mâm cúng cô hồn. Chuẩn bị mâm cúng, gia chủ cần chuẩn bị mâm cỗ cúng cô hồn như sau. Về lễ vật thì gồm có bánh kẹo, hoa quả các loại, muối gạo, bỏng ngô, cháo trắng loãng, cơm vắt, ngô, khoai, sắn, mía để nguyên vỏ cắt khúc ngắn nhỏ, đường cục, giấy áo, giấy tiền vàng mã, hương nhang, nến, nước lọc. Cúng cô hồn không cúng đồ mặn, tất cả hoàn toàn là đồ chay. Phần cúng quan trọng nhất là món cháo loãng. Quan niệm dân gian cho rằng món này dành cho những linh hồn bị đày đọa, có thực quản nhỏ và hẹp nên không thể nuốt được thức ăn thông thường. Bởi vậy, khi chuẩn bị mâm cúng đúng cách cúng cô hồn, nhất thiết cần phải có món cháo loãng. Về vàng mã bao gồm hương nhang, hai ngọn nến nhỏ, 5 đinh tiền lễ vàng mã, bộ quần áo mũ ngựa, thần linh đỏ, bộ này để mời thần linh về giám hộ, tiền vàng tối thiểu 5 lễ, tháo rời từng tờ xếp vào mâm, quần áo chúng sinh tối thiểu 100 bộ. Một số lưu ý dành cho anh chị khi chuẩn bị mâm lễ cúng cô hồn. Khi giải tiền vàng ra mâm, để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng tương ứng với 3, 5, 7 cây hương. Bày lễ và cúng ngoài trời, khi cúng cô hồn không cúng đồ mặn như thịt lợn, thịt bò, thịt gà,
vì làm tăng tính sát sinh khiến các cô hồn còn sân hận và luyến tiếc dương thế, nên cúng đồ chay để các cô hồn dễ siêu thoát hơn. Bên cạnh đó, khi cúng không nên cầu xin gì mà chỉ thành tâm gửi hương hoa, trà quả lấy lộc cho các cô hồn. Không nên để trẻ con, phụ nữ mang thai và người già lại gần khi cúng cô hồn vì dễ bị cô hồn trêu chọc, quấy rối. Thông thường, khi đặt mâm lễ, vị trí mâm lễ cúng nên đặt ngoài sân, không nên đặt ở ngoài bậu cửa. Ở một số nơi, nhiều người lo ngại khi cúng chúng sinh. Nếu cúng xong, không biết cách mời vong đi, sẽ rước vong vào nhà. Nếu lo ngại về vấn đề này, thì bạn có thể cúng tại chùa. Tiếp theo, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị bài văn cúng cô hồn sao cho chuẩn nhất. Bên cạnh chuẩn bị đồ lễ, mâm cúng thì việc chuẩn bị bài văn khấn cúng cô hồn hay còn gọi là bài văn khấn cúng chúng sinh cũng không kém phần quan trọng. Bài văn khấn cúng lễ cô hồn cần chuẩn bị thật chỉnh chu và đúng cách thì việc cúng cô hồn mới diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại đang chạy trên màn hình để được các chuyên gia phong thủy hỗ trợ chi tiết nhất về bài văn khấn. Thứ ba là phải lựa chọn thời điểm cúng cô hồn thích hợp nhất. Theo quan niệm dân gian, thời điểm cúng cô hồn rất quan trọng. Lễ cúng cô hồn thích hợp nhất nên thực hiện vào buổi chiều tối. Bởi theo quan niệm dân gian, ban ngày có ánh sáng mạnh, ánh nắng mạnh nên các cô hồn được mở cửa thả ra rất yếu. Vì thế, nếu cúng ban ngày, các cô hồn sợ ánh sáng sẽ không thể đến nhận những đồ vật, vật phẩm cúng của gia đình, nên lễ cúng sẽ không thể hiệu quả. Và nên thực hiện vào các buổi chiều tối, từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, một số quan niệm cho rằng thời gian cúng chuẩn nhất là từ mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Vì ngày 15, Diêm Vương sẽ đóng cửa địa ngục, linh hồn nào không về kịp sẽ phất vượng trên nhân gian. Cuối cùng, khi đã cúng cô hồn xong, chúng ta phải thực hiện nghi thức mời vong đi. Nhiều gia đình mời cô hồn về nhà cúng chúng sinh, nhưng khi xong nghi lễ không biết mời đi, nên cô hồn vẫn luẩn quẩn trong nhà, quấy nhiễu gia chủ. Vì vậy, sau khi thực hiện nghi lễ cúng xong, các gia đình nhất định phải làm những việc như sau. Vãi gạo, muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã. Tục giật cô hồn, tức là người sống giành giật những mâm cúng cho tiền người sống bằng cách thải tiền cùng với bánh kẹo. Họ tin nếu người sống mà giành giật càng đông, tức họ đã mua chuộc được các cô hồn vất vưởng không đến quấy phá gia đình mình. Không nên ăn đồ cúng cô hồn, không đem đồ cúng vào nhà, không ai giành giật thì cho những người khác dùng, không nên bỏ đi sẽ hoang phí và mang tội. Kính thưa quý anh chị và các bạn, việc cúng cô hồn tháng 7 tại nhà, chúng ta nên thực hiện theo thứ tự các khóa lễ sau. Cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực cô hồn và phóng sinh. Và trước khi thực hiện việc cúng các lễ cúng trong tháng 7 âm lịch này, gia chủ cũng nên bao sái, lau dọn sạch sẽ lại khu vực thờ cúng, khu vực bàn thờ nhà mình. Bởi trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong thời gian này là thời gian tốt nhất để bạn tiến hành thay đổi những vật phẩm trên bàn thờ để thể hiện lòng thành kính đến với gia tiên, tiền tổ của gia đình mình. Vậy thì, thực hiện lau dọn bàn thờ tại gia nên thực hiện vào thời điểm nào, như thế nào? Xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Việc lau dọn bàn thờ hay còn gọi là lễ bao sái cần phải được tiến hành thường xuyên. Việc lau dọn bàn thờ là để bày tỏ lòng thành tâm, hiếu nghĩa, tri ân đối với những người đã mất. Bất cứ khi nào bạn thấy bàn thờ chưa được trang nghiêm, thanh tịnh thì cần phải tiến hành lau dọn ngay. Hoặc việc lau dọn có thể theo định kỳ các tháng, không nhất thiết phải cứ chờ đến dịp cuối năm, nhất là trong thời gian tháng 7 âm lịch này, khi những phần âm khí, uế khí, tà khí có thể tác động nhiều tới gia đình mình, thì việc lau dọn sẽ ngày càng phát huy được hiệu quả tốt nhất. Trước khi bắt đầu, người dọn dẹp bàn thờ phải tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương để xin phép thần linh và gia tiên, bàn thờ thần tài. Khi lau dọn bàn thờ, chú ý lau dọn từ trên cao rồi mới xuống đến thấp. Khi lau các bức tượng, nên dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc bay màu sơn. Có thể dùng loại máy thổi hơi để thổi sạch các hạt bụi trong ngóc ngách. Tuy nhiên, cần tránh xê dịch các bức tượng, bát hương. Trong trường hợp có sự cố bất khả kháng, buộc phải xê dịch, thì sau đó phải làm lễ thắp hương và di chuyển về đúng vị trí như ban đầu. Vào tháng 7 âm lịch,
âm khí, tà khí sẽ lờn vờn quanh ngôi nhà của bạn. Bởi vậy, sau khi cúng cô hồn thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7, gia chủ nên dùng bột trừ tà giúp tiêm khử, trừ tà, hóa giải sát khí. Kính thưa quý anh chị, tháng 7 âm lịch kiêng làm gì là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi suy nghĩ có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Và dưới đây là một số những điều kiêng kỵ do các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra để quý vị có một tháng cô hồn bình an, may mắn hơn. Không nên đi đêm khuya một mình qua những nơi thanh vắng. Nếu đi buổi tối có cả một nhóm người, tốt nhất là không nên réo gọi tên nhau. Dân gian quan niệm, một sợi lông chân quản ba con quỷ. Vậy nên không nên nhổ lông chân vào tháng 7 âm lịch. Cần treo chuông gió đúng cách, không nên để đầu giường nhằm tránh chiêu âm. Việc đốt giấy tiền vàng mã cần thực hiện đúng nghi lễ, không nên tùy tiện. Chỉ phơi đồ vào ban ngày, buổi tối nên mang vào nhà, không được để quần áo ngoài trời ban đêm. Đồ cúng cho cô hồn, ma quỷ không nên ăn vụng. Đồ cúng cho cô hồn, ma quỷ không nên ăn vụng. Theo ông bà ta, tháng 7 âm lịch không nên làm gì có tính chất đại sự như liên quan đến dựng vợ gả chồng, xây nhà. Không nên hù dọa người khác vì ông bà ta cho rằng khi bị giật mình thì sẽ hồn bay phách lạc, tạo điều kiện cho ma quỷ quấy phá, xâm nhập. Nên ngủ sớm, không nên thức khuya sẽ khiến sức khỏe suy nhược. Tránh tụ họp ở những nơi có các loại cây nặng âm khí như cây đa, cây bách, cây dương. Nhiều người sẽ cúng tiền cho ma quỷ nên khi thấy tiền rơi, bạn không nên nhặt. Hạn chế chụp ảnh vào ban đêm. Tháng 7 âm lịch, kiêng nói những điều xui rủi, nói bậy, chửi tục, đặc biệt là vào những ngày đầu tháng và ngày rằm. Và cuối cùng sẽ là tránh sát sinh. Trên đây là những việc bạn cần thực hiện để có cách cúng cô hồn đúng cách. Ngoài ra, bạn và người thân cũng cần nắm được những điều kiêng kỵ không nên làm trong tháng cô hồn hay những điều bạn nên làm trong tháng 7 âm lịch để mang đến bình an và xua đi những điều xui xẻo cho gia đình. Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xui xẻo hay bị vong quấy phá, quý anh chị và các bạn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Hãy liên hệ tới số hotline của Phong thủy Lộc Tài để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và ban biên tập chương trình và để theo dõi được những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Phong thủy Gia Cát.